Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương không dẫn chuyện. Năm 1992, tại đồi Đầu Châu, huyện Do Đường thuộc phía nam tỉnh Thiểm Tây. Viêm Hoàn Sơn mới sáng sớm đã ra khói nhà, đạp xe chạy khắp các quận để tặng quà cho bảy, tám gia đình có quan hệ trong và ngoài. Anh ta vừa mua một mỏ than nhỏ ở phía Tây, nhưng mỏ này không tốt lắm, giấy tờ không đầy đủ, vi phạm quy định nghiêm trọng. Nếu không đút lót cho mấy ông lớn, e rằng mỏ than này có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào. Nhưng cũng phải nói lại, đầu năm nay kinh tế trong nước mới hồi sinh, không chỉ đơn giản là tái khởi mà còn tái khởi khá mạnh. Các quy định không theo kịp, mọi thứ đều phải dựa vào quan hệ và tiền bạc để làm ăn. Một buổi sáng Viêm Hoàn Sơn đã phải bỏ ra hai đến ba vạn tệ. Hắn không những không tiếc mà còn mừng thầm trong lòng, đã lo lót xong, chuyện mỏ than không còn gì phải lo nữa. Thêm nữa, vợ anh ta là Lâm Hỷ Nhu đang mang thai, siêu âm nói là con trai. Trời ạ, à, con trai đó, điều này có nghĩa là nhà họ Viêm đã có người nối dõi. Sự nghiệp và gia đình đều vẹn toàn khiến Viêm Hoàn Sơn vô cùng thỏa mãn. Trên đường về mỏ, anh ta vừa đạp xe liêu siêu vừa ngâm nga ca khúc mọt ngào của đặng lệ quân. Từ xa, Viêm Hoàn Sơn đã thấy Lâm Hỷ Nhu ôm bụng đứng ở cửa mỏ. Sao cô ấy lại đứng đó? Phụ nữ có thai sao có thể tùy tiện đi lại lung tung được chứ? Viêm Hoàn Sơn sợ tới mức không kịp dựng xe, cứ thế quăng ngã chiếc xe rồi chạy tới. Sao em lại ở đây? Lâm Hỷ Nhu khoảng 27, 28 tuổi, diện mạo đáng yêu dịu dàng như chính cái tên của cô cô giơ hộp cơm giữ ấm trong tay lên cơm tập thể trong mỏ ăn không ngon em làm sủi cảo thịt heo cho anh lúc này viêm hoàn sơn mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa đồng thời cảm thấy tự hào về người vợ của mình mấy thằng nhải chưa vợ hoặc có vợ nhưng ở xa mỏ thì làm gì được ăn bữa cơm tình yêu nóng hổi này anh cẩn thận đỡ lâm hỉ nhu vào phòng làm việc nào từ từ cẩn thận đi chậm rãi thôi Lâm Hỷ Nhu cười khanh khách, đúng là Hoàng thượng chưa vội mà Thái Giám đã vội rồi. Phòng làm việc khá bừa bộn, trên tường dán đủ các loại giấy khen mười tốt, tiên tiến mà viêm hoàn sơn kiếm được mấy năm nay. Lâm Hỷ Nhu chỉ nhìn lướt qua chúng rồi quay đi, thật ra cô không thích mấy thứ giả dối này lắm nhưng đám bạn của cô đều khen đàn ông như thế mới có đầu óc, khôn khéo, giỏi thích nghi. Mở hộp cơm ra, mùi rau hẻ, mùi thịt hòa cùng vị chua của giấm bay khắp phòng viêm hoàn sơn hít hà vài cái rồi mới bắt đầu ăn lâm hỉ nhu ngồi xuống cái bàn đối diện vừa lấy cuộn len trong túi áo ra đan vừa nói chuyện vẫn chưa tìm được lý nhị cầu à anh viêm hoàn sơn bận ăn chỉ đáp lại lõm bõm thằng chó đấy trộm tiền của mỏ đương nhiên phải lần đi xa rồi biết đi đâu tìm được nó đây Chuyện của Lý Nhị Cầu có lẽ là điều duy nhất không thuận lợi của Viêm Hoàn Sơn trong thời gian này. Nhưng hắn nghĩ thoáng ra, mỏ nào, xưởng nào mà không có mấy đứa như thế chứ. Lý Nhị Cầu nếu chỉ ham ăn biếng làm, đi muộn về sớm thì hắn cũng có thể mắt nhắm mắt mờ mà cho qua. Đằng này nó còn tung tin đồn trong quảng coma làm ảnh hưởng tâm lý của người khác nghiêm trọng. Sau khi bị anh ta mắng mỏ, Lý Nhị Cầu liền sinh lòng bực tức nửa đêm tới cậy khóa trộm mất một vạn. Một vạn đó, mỗi lần nghĩ đến là hắn lại xót cua. Lâm Hỷ Nhu hỏi, anh định không báo công an thật à? Cứ để mặc tên xấu xa đó vậy ư? Viêm Hoàn Sơn đáp càng qua loa có lệ hơn, báo công an làm gì? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vốn dĩ mỏ của anh cũng không sạch sẽ gì, anh ta không muốn gọi công an đến, Lâm Hỉ Nhu không hỏi thêm gì nữa mà cúi đầu chăm chú đàn áo. Bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện Viêm Hoàn Sơn không còn ăn như hổ đói nữa mà đang cắn đũa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn theo hướng đó liền thấy một đám công nhân đang đứng vây quanh một cái miệng hầm. Nhìn đồng hồ treo tường chỉ vào 12 rưỡi, biết là họ lên ăn cơm. Lâm Hỉ Nhu gợi chuyện, "Hôm nay trong mỏ nấu món chính gì thế?" "Thịt dê à? Viêm Hoàn Sơn thì thào, không đúng xảy ra chuyện gì rồi lầm hỉ nhu sừng sốt lại ngó ra ngoài cửa sổ lần nữa lúc này cô mới nhận ra điều khác thường ngày thường hễ đến giờ cơm đám công nhân này chạy còn nhanh hơn sói mà nay bọn họ túm tụm hết ở miệng hầm kích động la hét gì đó nếu nhìn kỹ còn thấy cả những bọt nước phun tung tóe bị ánh mặt trời phản chiếu không phải xảy ra chuyện thật đấy chứ khai thác mỏ sợ nhất là xảy ra chuyện trong lòng đất bởi dưới ấy mà xảy ra chuyện thì sẽ không đơn giản chỉ là va va cọ cọ. Viêm Hoàn Sơn vội đặt bát đũa xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa. Còn cách bên ấy vài mét anh ta đã hùng hổ quát lên, sao thế? Có chuyện gì? Đây là kinh nghiệm anh ta tích lũy được sau nhiều năm trải đời. Có xảy ra chuyện gì, dù là chết người đi nữa cũng không được sợ hãi, hoảng loạn mà phải hung dữ để không chế tình hình. Quả nhiên tiếng quát ấy rất có tác dụng, những tiếng xôn xao kia nhỏ đi nhiều gương mặt đen như than của tổ trưởng lưu tam trì tái mét đi ông ông chủ thằng nhị cầu không nói xạo đâu trong hầm trong hầm này thực sự có ma không phải có người chết à tảng đá trong lòng viêm hoàn sơn rơi bịch một cái Quạt càng to hơn mẹ mày chứ lầm hỉ nhu vừa đi tới đã nghe thấy viêm hoàn sơn đang bổ não cho đám công nhân về thuyết vô thần trong sách viết rõ ràng trên đời này không có ma thằng nhị cầu không được đi học thế bọn bay cũng không biết chữ như nó hả? Mà ở đâu, gọi nó ra đây tao xem. Anh chàng trường hỉ mới vào quảng cách đây hai ngày cẩn thận giải thích, không gọi được đâu anh ơi. Mặt trời đang trên đỉnh đầu, dương khí mạnh thế này, em nghe nói ma gặp nắng sẽ tan thành nước đấy. Ô, cái thằng nhài này giờ còn lo cho ma đấy hả? Viêm hoàn sơn tức mà không làm gì được, một lũ chỉ giỏi liên thuyên. Tất cả bọn bay đều gặp ma rồi à? gặp thật thì tả xem không ngờ lại có người tả thật Mao vượng nó trắng như tuyết ấy phải nhìn kỹ mới thấy vì chớp mắt cái là nó mất tiêu rồi tôn quý nó còn biết kêu nữa em nghe thấy tiếng rầm gì hàn đức phúc hai quả dưa lưới em mang xuống đó đều mất cả viêm hoàn sơn mỉa mai đã thành ma rồi còn nhớ chuyện ăn dưa à lầm hỉ nhu nghĩ tới một tình huống giật nhẹ góc áo viêm hoàn sơn kéo anh ta sang bên, có khi nào là Lý Nhị Cầu không? Cô sinh năm 60, cũng tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mark Lenin như viêm hoàn sơn. Bởi vậy, khi nghe thấy trong hầm mỏ có thứ kỳ lạ, cô nghĩ ngay tới con người. Lý Nhị Cầu bỏ chạy trong đêm, nghe nói cậu ta không mang theo quần áo, chỉ có bộ áo trắng quần đen đang mặc trên người. Chẳng lẽ trắng như tuyết là màu trắng của chiếc áo, trong hầm tối om nếu mặc áo trắng thì đúng là dễ thấy thật tìm khắp mọi chỗ cũng không thấy rất có thể là do cậu ta trốn vào trong hầm mỏ hai quả dưa lưới đều mất thì dưới quặng không có đồ ăn phải trộm chứ sao nữa viêm hoàn sơn nghĩ ra ngay vỗ đùi đánh bục đúng thế chính là nó không thể là ai khác được đã có kết luận giọng điệu anh ta càng chắc chắn hơn thế này đi tôi xuống đó xem ma với các cậu dân đào quảng đa số là người thất học, rất khó để giải thích chủ nghĩa duy vật cho họ. Biện pháp tốt nhất là cho họ thấy sự thật, bóc mẽ con ma đó trước mặt mọi người. Tiếc rằng không có ai chịu xuống cả, anh ta đã đưa ra mức thưởng 20 đồng mà cũng không có ai dám đi. Không xuống cũng được, viêm hoàn sơn lại nghĩ, nếu một mình mình xuống xong lôi được lý nhị cầu lên thì càng giỏi. Để đám công nhân này biết đấy không phải ma, có phải không tự dưng anh ta lại có uy quyền sau này ra lệnh cũng dễ dàng hơn khinh khỉnh nhìn quanh một vòng anh ta nói không đứa nào dám chứ gì chờ đấy anh viêm mày mời nó lên tắm nắng có sự so sánh mới thấy điều khác biệt trước một đám công nhân sợ hãi không dám làm tiếp nữa viêm hoàn sơn vốn đã đẹp trai dạng người nay càng cao lớn mạnh mẽ hơn lầm hỉ nhu vui lắm cảm thấy chồng mình quá giỏi Mãi tới khi viêm hoàn sơn sắp biến mất khói miệng hầm, cô mới sực tỉnh, đừng đánh nó ghê quá nhé. Trước kia viêm hoàn sơn từng kiếm ăn đầu đường, tay cứng chân hung, đánh ba gã to con còn được. Lầm hỉ nhu sợ trong cơn tức giận, anh ta không làm chủ được bản thân, đánh lý nhị cầu thành què quạt. Mỏ than cỡ lớn thường có bậc thang lên xuống và xe chở quặng ra vào hầm. Nhưng mỏ chỗ viêm hoàn sơn nhỏ, mọi thứ đều bị giảm bớt, Miệng hầm treo mấy chiếc dòng dọc đơn giản, mọi người lên xuống bằng những chiếc túi khỉ treo trên dòng dọc. Túi khỉ là chiếc bao tải có hai lỗ thủng dưới đáy. Sau khi mồi vào, người ta sẽ thỏ chân ra ngoài lỗ thủng, sau đó được dòng dọc đưa xuống đáy hầm. Bởi vì hệ số an toàn thấp nên suốt đường đi đều phải cuộn mình không dám động đẩy, trông như một con khỉ mốc nghếch. Thế nên dù là túi dùng cho người nhưng lại bị gọi là túi khỉ. Viêm Hoàn Sơn gọi người trực ở miệng hố rồi ngồi túi khỉ xuống hầm. Mỏ này anh ta mua lại từ một người khác, là hàng cũ, người chủ chức đào thành dạng gì đến tay anh ta cũng là dạng đấy. Nếu nói có gì đặc biệt thì là nó sâu, rất sâu. Cũng chính vì sâu nên chuyện ma quỷ trong hầm mỏ này nhiều hơn hẳn mỏ khác. Ví dụ như Lý Nhị Cầu từng bịa chuyện rằng hầm mỏ này là cửa vào địa ngục 18 tầng, còn nói như đinh đóng cột là trông thấy ma quỷ mặt mũi hung tợn. Đó chẳng phải lời nhảm nhí à? Nếu đúng là cửa địa ngục, anh ta còn đào quặng làm gì? Cửa bán vé vào cửa tham quan là cả 11 triệu dân trên toàn Trung Quốc đều muốn tới xem. Xuống đến đáy hầm, bên cạnh là một đống dụng cụ vứt trồng chất. Viêm Hoàn Sơn nhặt một chiếc cuốc chim, đeo đèn mỏ, bước vào hầm mỏ chằng chịt, rối rắm như mạng nhện. Anh ta không quen thuộc đường đi lối lại dưới hầm lắm, đây cũng là chuyện dễ hiểu, mỏ than nhỏ đâu có quan tâm bản đồ đường hầm gì hơn nữa đào quặng không có máy móc rất khó để quản lý có đôi khi đang đào góc này cảm thấy không ổn đào nữa sẽ sụp thì cầm đoạn gậy quay bừa đổi sang đào chỗ khác thế nên trong hầm mỏ lộn xộn như chó mèo đào đất không ai nhớ hết được viêm hoàn sơn hét lên nhị cầu tự mày bước ra đây tao sẽ nhẹ tay cho mày trong hầm rất tối ánh đèn mỏ lắc lư trái phải mỗi lần chỉ chiếu sáng một mảnh nhỏ như ô vuông. Thế nhưng viêm hoàn sơn không sợ, một là do anh ta to gan từ bé, hai là con người thôi mà có gì phải sợ. Còn ma quỷ á, trên đời này lấy đâu ra ma chứ? Đi khoảng 15 phút, viêm hoàn sơn hết khản cổ vẫn không thấy lý nhị cầu hiện hình nhận tội. Anh ta đang bực tức, định rẽ sang hướng khác, dưới chân lại dẫm phải thứ gì? Thứ này trơn trượt khiến người ta không đứng vững nổi. Viêm Hoàn Sơn bất ngờ trượt xa vài bước rồi ngã ngửa xuống đất. Cú ngã ải khiến mắt anh ta đen xì mất một lúc, tấm kính của chiếc đèn cũng nứt ra. Chừng 5 giây sau Viêm Hoàn Sơn mới đỡ đau, anh ta lập tức soi đèn mỏ đi khắp nơi, ngay sau đó đã tìm được kẻ làm anh ta ngã, là một miếng vỏ dưa gần cuống, thảo nào trơn thế. Mẹ kiếp, thằng nhảy nào ném vỏ ở đây? Viêm Hoàn Sơn hùng hồ chửi thầm, đang định đứng dậy anh ta bỗng sững sờ. Cách ngay đó không xa, nơi tận cùng của ánh đèn mờ mờ có một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn là biết ngay không phải chân đàn ông. Không thể nào, dưới quặng còn có phụ nữ à? Viêm Hoàn Sơn nâng cao đèn mỏ lên theo bản năng. Anh ta trông thấy một mảnh tối đen, đúng là phụ nữ, một người phụ nữ cuộn tròn trong góc, mái tóc vừa đen vừa dày che khuất mặt và hơn nửa người. Đôi mắt giấu dưới làn tóc rối đang nhìn chằm chằm anh ta. Nói cũng lạ, đôi mắt ấy ngoài việc sáng hơn người bình thường một chút, cũng đẹp hơn và sâu thẳm hơn ra thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng Viêm Hoàn Sơn lại nghĩ tới một từ miêu tả. Từ ấy chẳng liên quan tới sáng, đẹp hay sâu. Từ anh ta nghĩ tới là mới. Ánh mắt mới tinh chưa từng sử dụng, tựa như mắt trẻ sơ sinh vẫn còn ngây thơ. Viêm Hoàn Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy anh ta phát hiện mình không động đậy được. Người phụ nữ kia bò tới. Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 1992, trời chuyển âm u, mưa to. Mười rưỡi, Đại Sơn còn chưa về, bên ngoài trời còn mưa to, nhà có một mình mình, hơi sợ. Giữa trưa mang sủi cảo cho Đại Sơn, gặp được một chuyện buồn cười, công nhân nhốn nháo kêu là dưới mỏ có ma. Mà đâu ra chứ? mình đoán đó là Lý Nhị Cầu. Đại Sơn một mình xuống đó bắt ma, ban đầu mình còn mong đợi nhưng sau lại cảm thấy chưa hẳn đã bắt được Lý Nhị Cầu. Làm việc trái lương tâm đâu dám để Đại Sơn bắt được chứ. Nghe tiếng anh ấy chắc chắn sẽ trốn đi. Quả nhiên đúng như mình đoán, Đại Sơn xuống đó một hồi rồi lên, bảo là trong mỏ chẳng có gì. 10 giờ 45 rồi. Trong mỏ bận ghê, Đại Sơn cũng vất vả, mong con trai sớm chào đời mau lớn, lớn rồi có thể giúp đỡ Đại Sơn. Gần đây mình đang nghĩ tên cho con, rất thích xem từ điển, cũng thích một từ trên đó, khai thác. Mở ra, mở ra, nghe hay quá, mở một vùng trời mới, mở một con đường mới, dám gọi đất trời, thay mảnh trời mới. Là tên một ca khúc nằm trong album Tổ quốc của tôi của ca sĩ Quách Lan Anh được phát hành năm 2003. Còn có một câu nói tương tự khác là dám dậy đất trời, thay mảnh trời mới nằm trong bài thơ đến núi Thiều của Mao Trạch Đông được sáng tác năm 1959. Viêm khai, viêm thác mình đều thích, không chọn được. Thôi, để Đại Sơn chọn đi. Bên ngoài có tiếng động, chắc là Đại Sơn về rồi. Viết đến đây thôi, trích từ nhật ký của Lâm Hỷ Nhu. Chương 1 Giữa tháng 9 Giang Nam còn trong mùa sao tâm xế đoài mà vùng núi tần sông hoài đã sang hẳn trời thu xe lạnh sao tâm, thuộc tròm sao bọ cạp ngày nay, hay còn được gọi với cái tên tâm tú, tâm nguyệt hồ, sao thương là một trong 28 tròm sao theo thiên văn học cổ Trung Hoa. Trong bài thơ thất nguyệt của bản phong kính thì có câu sao tâm tháng 7 xế đoài mang ý nghĩa khi sao tâm mọc ở đằng Tây, sao tâm xé đoài, có nghĩa đã vào tháng 7 âm lịch. Lời dịch thơ của bác Nguyễn Văn Thọ Hơn 10 giờ tối, thôn Hưng Bá Tử, huyện Thạch Hà thành phố An Khai gần như đã tối om, chỉ còn một góc trời phía tây còn thoáng qua bóng núi, gió dì rào quét qua tán cây làm ánh đèn chập chờn nghiêng ngả. Người dân sống tại thôn Hưng Bá Tử chỉ tập trung sống ở đằng đông, đằng tây vẫn còn là một mảnh đất hoang. Trước khi đất nước giải phóng, thôn có xây miếu, lập đàn và mời cả thầy phù thủy về cầu bình an, xua ma đuổi quỷ. Sau phong trào phá miếu, nơi đây liền hoang phế, từ đó tới nay, không biết vì sao đất này lại mọc đầy ngô, tiếc là giống ngô xấu chỉ có thể bẻ về cho heo ăn. Mùa này ngô đã bẻ được kha khá, trong bãi chỉ còn những thân ngô gầy gò, khô vàng cao ngang đầu người. Mỗi khi gió thổi qua, tiếng rào rào của lá khiến người ta rợn người. Mấy điểm sáng xung quanh xuất phát từ ngôi miếu đổ nát giữa ruộng ngô và chiếc xe SUV ngoài miếu. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống một nửa, Tôn Chu đang nói chuyện với bạn gái kiểu Á qua điện thoại, tay trái kẹp lấy điếu thuốc gác lên cửa kính, thỉnh thoảng lại rít một hơi rồi gầy nhẹ tàn thuốc. Nơi khi ho cỏ gáy này không có mấy bóng người, anh nói với em, anh cũng thấy sợ đấy. Nhìn ra xung quanh một lượt, lại cảm thấy tay trái để ngoài xe khá nguy hiểm, Tôn Chu ném điếu thuốc đi rồi rút tay về. Kiểu Á từng nghe qua một số chuyện về nơi này, anh đang ở vùng núi đúng không? Em nghe ông em nói trước khi giải phóng khu đó là chỗ của bọn cướp, chúng giết rất nhiều người. Ở đó nghe bảo còn có ma nữa. Tôn Chu sờn gai ốc, nhìn sang bên trái theo bản năng, bên trái là bãi ngô tối om, thân ngô lắc lư trong gió tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Bên phải là môi miếu, ánh đèn trong miếu yếu ớt như đom đóm. Anh biết làm sao được, cô nhiếp muốn xem tượng đất, người ta là người làm nghệ thuật mà. Cũng tại anh đi nhầm đường nên đến muộn, cô nhếp lại mải xem, anh cũng không dám du. Anh ta làm lái xe thuê, cô nhếp kia là người thuê. Có đi hay không và khi nào đi đều do người thuê quyết định. Kiểu á lẩm bẩm xem tượng đất sao không tới Long Môn, đôn hoàng mà lại chạy xuống nông thôn. Tôn Chu nói, người làm nghệ thuật mà, mấy nơi nổi tiếng đó người ta đi xem từ hồi mười mấy tuổi rồi giờ họ đều thích đến những nơi dân dã để tìm kiếm linh cảm kiều á nghẹn lời đôi lát sau lại hỏi nghe nói tượng cô ấy nặn liền có thể bán được mấy vạn thật ra tôn chu không hiểu gì nhưng vẫn phải giả vờ mình thông thạo trước mặt bạn gái nghệ thuật đâu rẻ thế ít cũng phải mấy chục vạn chứ kiều á tặc lưỡi cô nhiếp này ghê thật đấy tôn chu có chung cảm nhận đúng vậy trời tối như bưng lại đang ở núi tần ba nữa chứ anh nói em nghe đến anh còn thấy sợ nhỡ may có mấy tên tội phạm xông ra giết bọn anh thì sao kiều á tức giận em không nói cái này ý em là một cô gái trẻ như cô ấy mà đêm hôm lại dám đi cùng một người đàn ông lạ tới chỗ vắng vẻ thế cô ấy không sợ anh nổi máu dê rồi làm gì cô ấy à anh nhận tiền làm việc có đạo đức nghề nghiệp nhé với cả đi cùng cô ấy mấy hôm cũng tính là người hơi quen rồi Kiều Á cười khẩy, người quen á, người ta nói nạn nhân của những vụ hiếp dâm đa phần là do người quen làm. Phụ nữ phải đề phòng cánh đàn ông, không cần biết có quen hay không. Nếu là em, em không dám nửa đêm xuống nông thôn với một người tài xế lạ đâu. Đồng nghiệp hay bạn cùng lớp cũng không được. Tôn Chu cợt nhà, thế anh thì sao? Kiều Á nũng nịu, anh thì được. Tôn Chu ngứa ngáy trong lòng, đang định gẹo cô thêm mấy câu, chợt thấy một bóng đen lướt qua gương bên trái anh ta giật mình rớt cả điện thoại ai đấy đáp lại anh ta chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua dụng ngô mở cửa xe nhịp xung quanh một lượt tôn chu cảm thấy trong dụng ngô kia dường như có gì đó rồi lại như không có gì nhặt điện thoại lên cuộc gọi còn chưa tắt đầu dây bên kia kiều á đang sốt ruột sao thế ai gậy anh sống lưng tôn chu lạnh buốt không nói nữa để anh đi. Dục cô nhiếp về đã. Cúp điện thoại, anh ta chạy nhanh như thỏ qua miếu. Tuy thân cao mét tám, trông cũng vạm vỡ đô con nhưng anh ta cũng sợ lắm chứ. Chẳng may có chuyện thật thì anh ta không gánh nổi. Huống chi còn có cả cô nhiếp chân yếu tay mềm nữa. Ngôi miếu này không lớn, đi qua sảnh là tới điện chính. Ngày xưa từng bị đập phá, sau này có cục bảo vệ di tích lịch sử văn hóa về sửa sang nhưng sửa được một nửa, Chẳng rõ là thiếu tài chính hay vì không có nhiều giá trị nên họ không sửa nữa. Trên bệ thờ của điện chính là những bức tượng đất chen chúc nhau. Cô Nhiếp có tên đầy đủ là Nhiếp Cửu La kia mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đang đứng trên đỉnh một chiếc thang xếp có thể co duỗi làm từ hợp kim nhôm, quan sát chân mày một bức tượng. Tay trái cô cầm đèn pin, chiếc vòng tay nhiều vòng mảnh nhỏ trên cổ tay phát ra tia sáng bạc. Trong môi miếu tối tăm, cột sáng của chiếc đèn pin đầy những hạt bụi bay phất phơ. Tôn Chu còn nhớ lúc sầm tối, những bức tượng này còn vương đầy bụi mà nay bức tượng nhiếp cửu la đang xem có gương mặt rõ ràng, màu sắc đầy đủ, hiển nhiên đã được lau dừa. Anh ta gọi, cô nhiếp. nhiếp cửu la quay đầu lại. Đó là một cô gái khoảng 25, 26 tuổi, vóc người thon thả, mái tóc đen dài, làn da trắng lạnh. Tóc cô rất đen, đến mức bóng lên mà da cũng rất trắng trắng như men sứ chất da tốt đến độ bôi thêm thứ phấn gì cũng dư thừa cô tô son đỏ người da trắng lạnh thường có sắc môi nhạt nếu không tô son đỏ sẽ có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống cô quay đầu lại cũng vừa hay để lộ ra gương mặt bức tượng kia bức tượng ấy tuy cũ nhưng rất đẹp không phải nét đẹp đoan trang mà nghiêng về phía yêu kiều hàng tóc mái đến chân mày đôi mắt đen láy làn da trắng tuyết đôi môi đỏ mọng của nhiếp cửu la vừa hay kế sát bên gương mặt tượng đất. Hai gương mặt, một bên người sống, một bên vật chết, một bên có da có thịt, một bên làm từ đất sét. Tôn Chu hoảng hốt, cảm thấy gương mặt nhiếp cửu la còn rờn rợn hơn cả bức tượng. Nhớ tới chuyện nổi máu dê kiểu Á nói, anh ta nghĩ thầm, có cơ hội thật, mình cũng chẳng dám làm thế. Cô nhiếp, đã hơn 10 giờ rồi chúng ta về trước thôi, mai lại tới khu này không được an toàn lắm đường đi cũng xấu nhếp cửu la hiểu ý được tôi chụp mấy bức ảnh rồi về chụp ảnh xong tôn chu thu dọn thang và mấy thứ lặt vặt mang ra xe bỏ vào cốp sau khi đóng cốp anh ta chợt ngoảnh lại đằng sau hình như có âm thanh gì đó nghẹn ngào nức nở như tiếng phụ nữ khóc tôn chu run người vì sức tưởng tượng của mình vội vàng chui vào trong xe Nhếp cửu la ngồi hàng ghế phía sau đang xem lại những tấm ảnh vừa rồi. Tôn Trù hắng giọng, cô nhiếp này, cô có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không? Nhếp cửu la ngạc nhiên, âm thanh kỳ lạ nào? Biết ngay mà, Tôn Trù cũng đoán trước được cô không nghe thấy. Những người làm nghệ thuật thường rất chú tâm, một khi chìm đắm vào thứ gì là không biết trời đất gì nữa. Anh ta đổi chủ đề, không phải, cô không phải người nơi này nên không rõ trước kia vùng này có tên là rừng nam ba ổ của bọn cướp chuyên giết người âm khí nặng Nhất cửu la tiếp lời tôi biết chuyện này rừng nam ba trước kia là rừng rậm nguyên thủy do ngay từ thời đông hán đã bắt đầu cầm dân khai thác núi khiến rừng nam ba có cái danh khắp núi toàn là biển nơi đâu cũng có rừng đến thời thanh có một lượng dân lưu lạc lớn đổ về đây vụ loạn lạc của bạch liên giáo cũng nổi lên từ nơi này sau thành ổ cướp mãi đến khi dựng nước mới quét sạch tôn chu nghe mà sửng sốt những chuyện này cô cũng biết hả nhiếp cửu la lại cúi đầu xem ảnh hồi học đại học thấy lịch sử nước nhà thú vị nên học thêm văn bằng hai văn bằng hai hả nghề chính đã giỏi vậy rồi còn học thêm nghề phụ chẳng trách người ta có thể kiếm được nhiều tiền thuê người lái xe còn mình chỉ có thể lái xe cho người ta tôn chu vừa cảm thán vừa nổ máy Đường xá nơi này không bằng phẳng, Tôn Chu quý trọng chiếc xe nên lái rất chậm. Khi đang chuẩn bị quẹo, bên ngoài bãi ngô bỗng xuất hiện một người phụ nữ. Lúc đó, đèn xe chiếu thẳng vào bên ấy làm Tôn Chu trông thấy rõ ràng, người phụ nữ đó có gương mặt trắng bệch, máu me dính đầy mặt, hai con người lồi lên, khóe mắt trợn trừng như sắp rách cả đôi mắt nhìn tư thế như muốn lao tới cầu cứu nhưng ngay sau đó đã có một cánh tay khóe mạnh với nước da nâu bóp chặt cổ cô ta rồi kéo phát vào trong ruộng. Cảnh tượng đó lướt qua rất nhanh nhưng lại khiến người ta sốc mạnh, thế nên dù người phụ nữ ấy đã mất dấu sau thân cây, trên võng mạc của Tôn Chu vẫn còn nguyên hai con mắt trợn trừng. Máu trong người sông thẳng lên nào, anh ta hét lên và dẫm phanh. Chiếc xe bị phanh gấp làm nhiếp cửu la không kịp đề phòng, Suýt thì va vào lưng ghế phía trước. Cô ngồi ngay ngắn lại, ngẩng đầu hỏi Tôn Chu, "Sao thế?" Tôn Chu há miệng, "Trước, sau, trái, phải đều là những thân mô lắc lư trong gió." Trong tiếng gì rào đó, chợt có tiếng vỡ vụn của một cành khô. "Là ảo giác ư?" Tôn Chu cảm thấy đó không phải ảo giác, ngay giờ phút này, ngay bên ngoài xe thôi, có thể đang có một việc đáng sợ xảy ra. "Làm sao bây giờ?" Lòng bàn tay Tôn Chu ướt mồ hôi, xuống giúp hay coi như không thấy. Thấy Tôn Chu không trả lời, Nhiếp Cửu La lấy làm lạ, xe bị sao à? Không, không phải. Tôn Chu cố bình tĩnh lại, nổ máy. Vừa rồi có thứ gì lướt qua đầu xe làm tôi giật mình. Nhiếp Cửu La chẳng nghi ngờ gì, có thể là thỏ hay chuột gì đó. Những nơi hoang vắng lại gần núi thế này có nhiều động vật lắm. Xe chạy lên đường huyện trong đầu tôn chu dối bời người phụ nữ đó sẽ thế nào sẽ chết ư nếu người đó chết là tại mình rồi anh ta lập tức thanh minh cho mình mình làm vậy là đúng thấy nguy hiểm phải biết tránh đi không phải ai cũng có năng lực giúp đỡ người khác nhỡ đâu tên kéo người phụ nữ kia đi là tội phạm giết người thì sao nếu mình xuống xe cứu rồi không cẩn thận cũng chết ở đó thì cô nhiếp cũng sẽ liên lụy theo cho nên làm vậy là đúng anh ta trở về khách sạn như người trên mây. Huyện Thạch Hà là một huyện nhỏ, khách sạn 4 sao có tên Kim Quang này đã được xem là lớn nhất huyện. Trước khi trở về phòng, nhiếp cửu la hẹn với Tôn Chu rằng 9 giờ sáng mai lại tới thôn Hương Bá Tử. Còn đi, còn phải đi nữa. Tôn Chu thiếp đi trong tâm trạng nặng nề, cả đêm chăn trở trong những giấc mộng vụn vặt, chúng hòa trộn từ những truyền thuyết lạ lùng mà anh ta từng nghe, thật đến mức đáng sợ đêm khuya yên tĩnh nhấp cửu la đang lau bức tượng yêu nữ trong môi miếu đổ nát cô là người sống bức tượng nọ cảm nhận được sức sống của cô dần sống lại mà cô chẳng hay biết xe anh ta chẳng thể di chuyển được anh ta xuống xe kiểm tra thấy xăm lốp đầy những thân mô khô héo anh ta ra sức kéo chúng ra nhưng những thân mô ấy như vật sống chúng mọc dài ra quấn quanh người anh ta chọc vào tai mắt mũi miệng anh ta người phụ nữ nọ bị kéo vào ruộng ngô, anh ta giả như không trông thấy. Khi xe sắp tới huyện, bỗng, tiếng rắc 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 vang khắp đất trời, trên con đường nhựa mọc đầy thân cây khô. Trong bóng cây thấp thoáng gương mặt khi thì đau đớn, khi thì cười ghê rợn của người phụ nữ. 9 giờ sáng, Tôn Chu mang hai quần mắt thâm trời nhấp cửu la tới thôn Hương Bá từ lần nữa. Lần này đi đúng đường, mới hơn 10 giờ đã tới cửa ngôi miếu đổ nát nhếp cửu la vào miếu như thường lệ tôn chu ở bên ngoài đợi cô lướt hết vây bùa đầu hìn phơi nắng anh ta còn leo lên nóc xe nhìn ra phương xa cả trưa chỉ có một chiếc xe máy đi ngang qua tiếng xe xình xịch trên xe có ba người đàn ông lái xe quá số lượng người quy định khiến bọn họ phải ngồi sát vào nhau trông như mọn núi thịt di động giữa trưa ánh mặt trời gay gắt tôn chu ăn bánh mì thay cơm nhai một lúc Ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở đám thân mô khô héo mọc san sát kia. Người phụ nữ đó bị kéo vào ruộng mô, là bị giết hại ngay đó hay còn bị kéo đi đâu? Cũng có thể là mình nghĩ quá nhiều, quá nghiêm trọng, rất có thể cô ta chỉ bị chồng đánh mà thôi. Tôn Chu rời mắt đi tiếp tục ăn bánh mì, sau đó không kìm được lại nhìn qua. Trong đầu có một giọng nói xúi dục, qua đó xem thử, xem thử là biết ngay thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 2. Nhấp cửu la dành cả buổi sáng để lau sạch ba pho tượng đất sét. Vết tích của thời đại và năm tháng in hằn trên các pho tượng, bắt đầu mất chân, vài chỗ cháy xạm, vài chỗ nứt toác lộ cả lớp rơm rạ dạ bên trong. Nhưng vẫn đẹp. Với sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ và sự lan truyền tin tức nhanh chóng như hiện nay, dù có ở trốn cùng thời thâm cốc nào đi chăng nữa, chỉ cần có một nơi để phát triển cộng với tài năng thực sự của chính mình thì chắc chắn sẽ không bị mai một. Nhưng thời xưa thì khác, họ cả đời rất có thể chỉ quẩn quanh cái xóm làng đã nuôi lớn họ, những tác phẩm được làm ra ở đây dù có tuyệt vời đến nhường nào thì cũng chỉ ở lại nơi đây, bị người trong thôn làng coi là thứ vô giá trị. Nhiếp Cửu La cảm thấy người làm ra các bức tượng này là một người thợ tài giỏi. Thợ giỏi gặp nhau khó tránh chuyện đồng cảm lẫn nhau. Cô chụp rất nhiều bức ảnh, còn tỉ mỉ quan sát những đường cong trên các pho tượng, cho tới lúc bụng sôi sục và quá mót mới đi ra khói ngôi miếu hoang tàn. Tôn Chu không còn bên ngoài miếu, chẳng rõ đã đi đâu. Những thân mô khô héo như tấm bình phong tự nhiên nhưng sau một thoáng do dự, cô vẫn bỏ cái ý định giải quyết ngay ngoài trời. Cô rảo bước về phía đông, khi ra khói ruộng mô, cô chú ý tới chiếc xe địa hình dừng ở ngoài đường. Chiếc xe này mới và lớn hơn xe của Tôn Chu. Chỗ đèn pha có lắp tấm chắn chống va chạm, thân xe trắng muốt, đơn giản, mạnh mẽ, đường cong dứt khoát, không có thêm đồ trang trí gì. Hình như vùng nông thôn nghèo này ít người qua lại, nhấp cửu la tò mò ngó qua cửa kính. Trong xe không có người, trông thấy chiếc xe treo một chuỗi tiền ngũ đế cầu bình an, nhấp cửu la đã biết mình nhầm. Ngay lúc cô định tránh đi, lại thấy một con vịt ngồi ở ghế lái phụ. Tiền ngũ đế nghĩa là năm đồng tiền xu thuộc năm triều đại của năm vị hoàng đế nhà Thanh đó là Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Đó là một con vịt bông màu vàng ngồi ngay ngắn với hai chân đặt gọn gàng ở phía trước, gương mặt ngây thơ, mắt nhìn lên trước. Đặc biệt nhất là nó còn được thắt dây an toàn nữa. Má ơi, vịt. Nhấp Cửu La bật cười rồi lập tức ôm bụng, cô mót lắm rồi, sợ cười to quá sẽ đi tại đây mất trên đường tới nhà vệ sinh công cộng thỉnh thoảng cô lại bật cười nói thật cách trang trí trong ngoài xe đều rất nghiêm túc chỉ riêng con vịt bông tuân thủ đúng quy tắc khi tham gia giao thông là khác biệt theo cô đoán chủ chiếc xe ấy không phải người đã làm bố thì sẽ là người vẫn còn tâm tính trẻ con đến lúc quay lại ngôi miếu hoang mở cửa xe lấy đồ ăn vẫn chẳng thấy tôn chu đâu nhấp cửu la đoán anh ta cũng đi giải quyết nỗi buồn giữa trưa bốn bề yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng chim líu lo. Vừa hay trên trời có hào quang, nhấp cửu la híp mắt nhìn, còn giơ tay để vào giữa vầng hào quang đó. Hào quang là tên cho một loại hiện tượng quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyền. Hào quang có thể có nhiều hình thức, từ các vòng tròn màu trắng đến các cung và điểm trên bầu trời. Ngày có hào quang đêm mưa rầm, đêm nay có thể trời sẽ mưa. Ăn xong bữa trưa đơn giản, Tôn Chu vẫn chưa về. Nhiếp Cửu La bắt đầu thấy bất thường, chị An ở đây không tốt, thường ngày vì sự an toàn của cô Tôn Chu đều đợi ở ngay cạnh, có đi vệ sinh cũng đi nhanh về nhanh. Huống chi suốt nãy giờ, anh ta có rơi vào nhà xí cũng phải bò dậy tắm rửa xong rồi. Điện thoại của anh ta bị ném trên ghế lái, hiển nhiên không thể gọi cho anh ta được. Nhiếp Cửu La giơ hai tay lên miệng, gọi thử, Tôn Chu âm thanh truyền đi xa mà chẳng nhận được câu trả lời nào. Cô thử đi xa hơn, tôn chu. Nhếp cửu la đi vào ruộng ngô. Mấy cây ngô này thật là vướng víu, cứ túm tụm lại, không chỉ chắn tầm mắt mà còn dễ mắc quần áo. Cũng có khá nhiều cây bị người trong thôn chặt về làm cùi chỉ còn lại phần gốc bên dưới. Trong khi đó cô lại đi giày đế cứng, mỗi khi dẫm phải đều có tiếng răng rắc giòn tan. Đi một hồi, cô dừng lại, ngồi xuống nhìn mặt đất nơi đó có mấy vết màu nâu đỏ như máu ngấm vào nhếp cửu la sờ thử thấy đã khô cô cười nhạo mình nghĩ lung tung nếu là máu tôn chu sẽ chẳng khô nhanh được như vậy với lại ở đây là nông thôn người dân hay giết gà giết ngỗng ngoài đất hoang khả năng cao đây chỉ là máu gà máu ngỗng cô ngẩng đầu nhìn xung quanh lại phát hiện một vấn đề mấy cây ngô gần đó đổ dạp về một phía như từng có vật nặng bị kéo lê qua đó Nhấp Cửu La đứng dậy, đang định qua xem thì bỗng nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cô quay người lại, phát hiện có người đang lảo đảo chạy tới. Người đó bị hàng ngô mọc san sát che lấp, khiến cô không nhìn rõ mặt mũi. Tiếng bước chân vừa nặng vừa vội kèm với tiếng gãy gọn của thân ngô mau chóng ập tới. Nghe tiếng động, đoán trước được người đó sẽ đi về phía mình, Nhấp Cửu La lùi lại hai bước. Gần như cùng lúc ấy, một người đàn ông đầu tóc rối bù mặt dính đầy máu lao ra khói bụi ngô dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhấp cửu la vẫn không khói giật mình kêu lên bỗng anh ta dừng lại không ngờ đó lại là tôn chu mặt anh ta dính đầy máu vết thương trên đầu lộ cả thịt ra ngoài ánh mắt trống rỗng dù đã đứng lại người anh ta vẫn không ngừng run rẩy khiến cho hàm răng anh ta va lập cập vào nhau nhấp cửu la cảm thấy không đúng lắm tôn chu anh làm sao thế câu hỏi này đã kéo tôn chu về hiện thực mắt anh ta bớt bần thần bờ môi mấp máy một hồi rồi bỗng thốt ra một câu chạy mong còn chưa dứt lời anh ta đã lao đi như một mũi tên nhiếp cửu la sừng sốt rồi cũng co cẳng chạy theo tất nhiên cô không biết tôn chu chạy trốn cái gì nhưng thói quen bảo cô đuổi theo đi trên đường mỗi khi mọi người ngẩng đầu nhìn trời cô cũng nhìn theo khi mọi người hốt hoảng chạy trốn cô cũng sẽ không đi ngược lại đám đông. Hỏi nhiều làm gì, cứ chạy theo là được. Sắp ra tới xe, trong lúc vội vã cô còn ngoảnh lại phía sau để thỏa chí tò mò. Không có xác sống, quái vật, tội phạm giết người hàng loạt như trong tưởng tượng mà ngược lại trong ruộng mô gần như tĩnh lặng. Nhưng chẳng rõ có hoa mắt hay không mà trong một khoảnh khắc nào đấy, cô cảm thấy mình trông thấy một bóng người. Tiếng xe nổ máy, Nhấp cửu la vừa mới mở cửa xe, chỉ kịp bước vào một chân là chiếc xe đã phóng vọt đi. Mẹ kiếp, nhấp cửu la quá bất ngờ, gần như ngã ngửa về sau. Đất trời đảo lộn, cả người ngã lăn trên đất, lòng bàn tay đau rát vì cố bám vào mặt đất. Khi bò dậy, hứa vẫn cảm nhận được không khí xung quanh nóng bỏng đó là luồng khí chiếc xe kia phun ra trước khi lao vụt đi. Tên khốn tôn chu này cô nghiến răng nhưng chưa vội mắng tôn chu vì biết trong ruộng ngô còn có thứ gì đó nguy hiểm giờ tôn chu chạy rồi rất có thể cô sẽ trở thành người thế chỗ nhiếp cửu la nhặt một tảng đá lên nhìn chằm chằm ruộng ngô và đứng dậy xung quanh yên lặng vô cùng mỗi một phút giây đều bị kéo dài ra vô hạn may mắn ruộng ngô trước mặt vẫn yên bình chỉ có đôi lúc quấn quýt lấy gió mà thôi xem ra thứ đó đi rồi nhưng dù thứ đó đã đi, cô cũng không dám ở lại đây lâu. Nhếp cửu la cẩn thận bước về phía thôn đông. Thôn đông là khu nhà ở, đến đó rồi sẽ yên tâm hơn. Cô chạy thật nhanh, còn luôn ngó nghiêng bốn phía. Bỗng, cô dừng lại. Cửa phía sau của chiếc xe địa hình trắng kia mở rộng. Một người đàn ông ném mạnh chiếc túi vải to đùng vào sau xe rồi đóng sầm cửa lại. Nhếp cửu la không hề có tâm trạng vui sướng khi gặp được người và tìm được người giúp đỡ. Bởi người có thể xuất hiện ở nơi này, một nửa là người qua đường thật sự, một nửa là người có liên quan. Nhỡ đây chính là người định giết Tôn Chu, khiến anh ta sợ đái ra quần thì sao? Nếu đúng là vậy, biểu hiện của cô sẽ rất quan trọng, không được hoảng hốt, sợ hãi, nghi ngờ nhưng cũng không thể dừng dưng như không thấy gì. Cô khống chế khoảng cách hai bên cho hợp lý rồi bình tĩnh bước tới, ánh mắt thản nhiên như người qua đường. Thật trùng hợp anh ta cũng nhìn cô với ánh mắt thản nhiên của người qua đường. Đây là một người trẻ tuổi có vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, gương mặt ưa nhìn và khuôn hàm góc cạnh. Chắc chắn anh ta không hay cười, vì người thích cười, gương mặt sẽ dịu dàng hơn. Nhếp cửu la rời ánh mắt khói người anh ta, lại thản nhiên liếc qua biển số xe. Người đàn ông có vịt bông ngồi trên ghế lái phụ chưa chắc đã là người có tính trẻ con, cũng chưa hẳn là người đã làm bố mà còn có thể là một kẻ biến thái thích giết người. Bởi vậy việc nhớ kỹ biển số xe anh ta là điều rất cần thiết. Qua cửa hàng tạp hóa ở cửa thôn đông, người đi lại trên đường nhiều hơn, nhấp cửu la mới thở phào. Tốt lắm, cô đã an toàn, có thể tính sổ với tôn chu rồi. Những lo lắng khi thấy anh ta bị thương đã tan biến hết khi cô suýt bị nghiền nát dưới bánh xe. Đi tới một gốc hoè già, Cố gắng cách xa mấy bà cụ đánh bài Hanafuda dưới tảng cây. Cô gọi điện phản ánh với công ty du lịch. Hanafuda là một loại bài lá truyền thống của Nhật Bản. Lần này tới Thiểm Nam, Nhất Cửu La có việc cần làm, phải ở lại chừng nửa tháng. Nhưng do công việc không quá gấp gáp, cô không muốn lãng phí thời gian ở khách sạn nên đã liên hệ với công ty du lịch, đặt một lộ trình tới những ngôi miếu gần đó để xem tượng đất. Miếu nào càng cũ càng tốt cô không sợ miếu hoang. Do không phải lộ trình bình thường, mà một số địa điểm cần tới lại khá hoang vu, công ty du lịch đã đưa ra con số gấp 2 giá thị trường. Nhếp cửu la cũng gật đầu luôn, chỉ có thêm hai yêu cầu. Một, phải an toàn. Hai, đi đủ mọi chỗ. An toàn cái gì, nhìn bàn tay chảy xước, cô đã chuẩn bị tinh thần làm cho ra lẽ rồi. Nếu chuyện gì cũng im lặng, người ta lại nghĩ cô dễ bắt nạt đầu dây bên kia bắt máy nhiếp cửu la nhẹ nhàng thuật lại đầu đuôi bởi cô không phải kiểu người thích to tiếng những người như vậy trông thì tưởng ghê gớm thực chất rất nhanh nguôi không có lợi cho trận chiến lâu dài mới nói xong bên kia đã nơm nớp lo sợ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu xin lỗi chị nhiếp cửu la tôi không cho rằng việc này chỉ cần câu xin lỗi là giải quyết được gặp chuyện tài xế tôi thuê lại vứt tôi ở đó thì có ổn không công ty du lịch, giả, dạ, rất không ổn à. Nhếp cửu la, nếu không nhờ tôi phản ứng kịp có phải đã bị cuốn vào gầm xe rồi không? Tôi có thể hiểu tôn chu gặp chuyện bất ngờ nhưng đây là hai vấn đề khác nhau. Tôi bỏ tiền, tôi cần một sự phục vụ ngang với số tiền đó. Một người tài xế tự xưng đã có 10 năm kinh nghiệm mà có thể bỏ mặc sự an toàn của khách như thế ư. Hiển nhiên công ty du lịch cũng biết giọng càng bình tĩnh, vấn đề càng lớn nên họ chẳng dám ho he gì giả dạ, giả dạ, chị nhiếp đây cũng là sơ sót của bên em nhiếp cửu la đang chuẩn bị từ ngữ trao chuốt cho lần đánh thứ ba đưa không khí lên cao trào thì bỗng nghe thấy một câu chắc là đi tìm trai đấy ôi không có tí liêm sỉ nào tìm trai gì cơ nhiếp cửu la vừa phân tâm mọi từ ngữ đã chuẩn bị đều bay sạch còn nói dối là đi đánh bài đánh cả đêm không về chồng nó đi tìm rồi, ôi, phen này chồng nó đánh chết nó mất. chị nhiếp, chị xem thế này có được không? bọn em sẽ lập tức cho tài xế khác tới đón chị. còn phía tôn chu, bọn em sẽ nhanh chóng liên hệ anh ấy tìm hiểu tình huống. hình như bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy. thêm vào đó, giờ phút này nhiếp cửu la đã sinh lòng hiếu kỳ với câu chuyện tự bay vào tay rồi. khách quan mà nói. Cô không phải người nhiều chuyện nhưng chuyện tự bay tới cô cũng không từ chối. Cô trả lời qua quýt mấy câu rồi cúp điện thoại, bước lại gần mấy bà cụ đang đánh bài. Mải chuyện trò lại thêm lòng căm phẫn dục sôi, họ chẳng hề nhận ra sự xuất hiện đột ngột của nhấp cửu la mà còn tích cực mời cô thảo luận cùng, hỏi quan điểm của cô. Cháu nói đúng không, cô bé? Chẳng mấy chốc, nhấp cửu la đã hiểu rõ chân tướng câu chuyện tình yêu trốn thôn quê này. Hóa ra tối qua thôn Hưng Bá Tử có một người phụ nữ bảo chồng là đi đánh bài rồi mất dạng cả đêm. Chồng cô ta tưởng vợ mình nghiện bài bạc, ngủ lại bên đó nên không để ý. Mãi đến sáng nay cũng không thấy vợ về, gọi điện thoại thì tắt máy. Anh ta mới tìm tới nơi thì biết tin tối qua vợ mình không tới đánh bài. Vậy là rắc rối, không thấy người lại không liên lạc được. Chồng cô ta la hét đòi báo cảnh sát. Bạn bài của cô ta sợ lớn chuyện, đành khai thật đánh bài chỉ là cái cớ thôi. Người phụ nữ kia có anh người yêu ở thôn bên, tối qua kiếm cớ để đi hẹn hò. Chồng cô ta sôi máu, gọi hai người anh em tới, lái xe máy phi thẳng sang thôn bên bắt gian. Đến nay tình hình bắt gian còn chưa được truyền lại nhưng mấy bà cụ này đã quả quyết trận chiến sẽ máu me be bét, nói nôm na là sẽ đánh chết người. chương 3 Chiều đến, nhấp cửu la đợi được chiếc xe tới đón mình nhưng không đợi được phần kết của câu chuyện tình yêu trốn thôn quê đó không ngờ chuyện này lại xảy ra một khúc ngoặt khác nghe bảo anh chồng kia dẫn người tìm được gã tình nhân sau một hồi đánh đấm gã tình nhân phải quỳ xuống đất xin tha rồi kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện đúng là hai người có hẹn gặp nhau vào tối qua nhưng gã đợi mãi mà vẫn không thấy người phụ nữ đến gọi điện thoại cũng chẳng ai nghe Gã ta chỉ cho rằng người phụ nữ bận chuyện gì đó ở nhà nên mới không đến. Tóm gọn là vụ án bắt gian đang có xu hướng quá độ thành vụ án mất tích. Còn sau án mất tích là gì thì Nhấp Cửu La không quan tâm nữa. Với tất cả mọi thứ, cô đều giữ thái độ tò mò vừa phải, yêu thích có chừng mực. Cuốn truyện đặc sắc hoặc bộ phim hay đang xem bị đứt đoạn, cô cũng chẳng nhớ mong. Tài xế mới là Chu Tiền, chừng 40 tuổi, trên đường về chú ta luôn miệng xin lỗi nhiếp cửu la thay cho công ty du lịch. Đây là hành vi cá nhân của Tôn Chu, nhiếp cửu la không định giận cá chém thớt. Đã liên hệ được với Tôn Chu chưa chú? Chú tiền xấu hổ, vẫn chưa? Điện thoại có chuông nhưng không ai nghe máy cả. Rồi lại nghĩ bụng, thanh niên trai tráng mà sao lại nhát gan đến vậy? Những cái gọi là xác sống, quái vật, kẻ giết người biến thái đều là những phỏng đoán mang tính diễu cợt xác suất gặp phải không cao nếu nói là đụng chúng kẻ đòi nợ bài bạc thì còn dễ tin hơn nhấp cửu la lại hỏi anh ta có xích mích hay nợ tiền ai không ạ à? chú tiền không dám chắc chắn cái này khó nói lắm cũng phải họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi làm sao biết được cuộc sống cá nhân của nhau vốn dĩ tôn chu cũng ở khách sạn với nhấp cửu la nhưng chú tiền là người địa phương có nhà ở huyện nên sau khi đưa nhấp cửu la tới khách sạn chú ta quay xe về nhà. Trước khi đi con nói rằng nếu từ giờ tới tối vẫn không liên lạc được với Tôn Chu, hành trình sau đó của cô sẽ do chú ta phụ trách. Thời gian còn sớm, nhấp cửu la về phòng lấy bút chì và tập tranh ra bắt đầu tập trung vào công việc. Tác phẩm tiếp theo của cô là Tượng Ma Nữ, đã phát thảo mấy bản nhưng đều bỏ dở giữa chừng. Lý do duy nhất khiến chúng bỏ dở, đẹp thì đẹp thật nhưng chưa đủ độ ma mi. Lần này cũng vậy, nhân vật vừa thành hình nhiếp cửu la đã không ưng ý ngắm nghía một hồi cô ném bút đi dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ vẩn vơ ngay sau đó như nhớ tới điều gì cô lại ngồi thẳng dậy chuyển những bức ảnh chụp được ở miếu hoang vào máy tính phóng to từng tấm ảnh để quan sát chú ý ban đầu của cô là muốn nương theo mượn đá núi người đẽo thành ngọc ta để tìm kiếm linh cảm nhưng nhìn một hồi cô lại nghĩ qua chuyện khác mượn đá núi người đẽo thành ngọc ta Thành ngữ Trung Quốc mang ý những ý kiến, tác phẩm của người khác có thể giúp ta sửa đổi, ngẫm ra những khuyết điểm của mình. Tượng thờ trong các chùa miếu đa phần đều có nét mặt trang nghiêm hoặc hiền lành, thỉnh thoảng có tượng trợn mắt cũng là để xua đuổi yêu ma quỷ quái, rất ít ai cung phụng những pho tượng có dáng vẻ yêu mị. Hơn nữa người được cung phụng đều có lai lịch rõ ràng như Thái Thượng lão quân, Cửu Thiên huyền nữ, Lữ Tổ, Nhị Lang thần. Nhưng người trong môi miếu hoang này cô lại chẳng nhận ra, dù cô đã đi nhiều nơi, gặp nhiều loại tượng. Hay đây là yêu tinh, quỷ quái ở địa phương? Đang trầm ngâm, điện thoại bỗng báo tin nhắn mới. Nhếp cửu la bấm vào Weibo, trong đó có một tin nhắn mới hình phong thư, người gửi thư là bên kia. Nhấn đúc vào phong thư, dòng chữ ngày thứ bảy, bình an. Hiện lên, cùng lúc đó dưới cuối bức thư xuất hiện 10 giây đếm ngược của tin nhắn tự hủy hết 10 giây, một ngọn lửa bùng lên nuốt hết từng con chữ. Sau khi chữ cháy hết vẫn còn khói bay nghi ngút khắp nơi. Áp điện thoại bây giờ được làm quá tinh xảo, mọi hiệu ứng giống y như thật. Nhếp cửu la đang định bỏ điện thoại thì bỗng cô dừng lại. Lát sau cô gửi biển số xe của chiếc xe địa hình trắng qua, kèm với câu xem chủ xe này có tiền án gì như đánh bạc, cho vay không. Tư liệu gửi vào email là được. Nếu vẫn không tìm được tôn chu, sớm muộn gì cảnh sát cũng tới điều tra và chắc chắn sẽ lấy lời khai của cô. Cô cảm thấy chủ nhân chiếc xe có con vịt vàng nọ không phải kẻ hiểm nghi cũng có mấy phần kỳ quặc. Đặt điện thoại xuống, cô tiếp tục công việc cho tới tận lúc đói dã rời mới gọi đồ ăn. Đặt món lúc này cũng rất hên xui vì đã 9 giờ 25 phút rồi, 5 phút nữa là cửa hàng đóng cửa. Chừng 10 giờ, thức ăn được giao đến, một món canh cá rim nồi đá cùng một bát mì tươi. Nhếp cửu la dọn một góc bàn, bày biện mấy món ăn. Sắp sửa ăn, cô bỗng thấy tội lỗi. Tinh bột dễ béo, cá rim nồi đá lại nhiều dầu, nhiều ớt. Sao mình có thể ăn đồ dầu mỡ như vậy vào giờ này cho được? Cô rót một ly nước để trên bàn. Mỗi khi ăn một miếng lại nhúng vào đó để bỏ bớt dầu. Tuy làm vậy hương vị không còn trọn vẹn, nhưng trong lòng sẽ dễ chịu hơn so với dáng người. Mấy thứ này chẳng là gì. Lửng bụng nhấp cửu la dừng đũa tuy hộp canh lớn nhưng đa số là nước gần như những gì ăn được cô đã ăn cả rồi nên cũng không tính là lãng phí đang định dọn dẹp bức tường trước mặt bỗng có tiếng bịch tiếng động rất rõ ràng có thể thấy được cú va đập của người khách phòng bên không hề nhẹ nghĩ tới đây nhấp cửu la bỗng nhớ ra phòng bên cạnh là phòng cuối cùng cũng là phòng của tôn chu suốt thời gian ở đây bọn cô đều ở khách sạn này cũng đã trả tiền trước nên không lý nào khách sạn lại mang phòng bên cạnh cho người khác thuê. Vậy nghĩa là, Tôn Chu về rồi. Anh ta cứ lặng lặng về, không thèm nói với cô câu nào như thế á. À? Còn cả công ty du lịch nữa, nếu họ liên lạc được với Tôn Chu thì cũng phải bảo lại tình hình cho cô chứ. Khách hàng là thượng đế cơ mà, khách hàng đã làm ẩm ý một lần rồi còn không biết điều gì cả. Xem ra họ chưa biết khách hàng này có tinh thần bất khuất thế nào rồi mùi thức ăn khá đậm nên khi dọn dẹp xong nhấp cửu la buộc chặt miệng túi bỏ ra ngoài cửa khi quay người định vào phòng liếc thấy cánh cửa phòng bên cô do dự một thoáng rồi quyết định qua gõ cửa dù sao tôn chu cũng bị thương nghiêm trọng về tình về lý cô cũng nên hỏi han giam câu mãi một hồi lâu cửa mới mở quả đúng là tôn chu anh ta mặc áo choàng tắm của khách sạn băng hết cả gương mặt bả vai và cánh tay có lẽ do bị thương trông anh ta khá hủy hoài ánh mắt cũng dại ra nhìn nhiếp cửu la một lúc mới nói cô nhiếp đấy à nét mặt đó tựa như vừa sực nhớ ra trên đời này còn có nhiếp cửu la cô nhiếp cô về bằng cách nào thế gọi taxi hả nghe câu hỏi này cô đoán ngay được anh ta còn chưa liên hệ với công ty du lịch không ngờ anh ta còn biết hỏi cô về bằng cách nào thật là cảm động anh không nhận được điện thoại của công ty du lịch ta trong mắt tôn chu trợn lên như cá chết suy nghĩ chừng mấy giây anh ta đáp điện thoại tôi để trong xe quên mang lên rồi vậy anh mau đi lấy đi công ty du lịch vẫn luôn tìm anh chắc đã liên lạc với người nhà anh rồi anh cứ mất liên lạc mãi họ sẽ bảo cảnh sát mất tôn chu lại ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được tính nghiêm trọng của việc này vâng tôi sẽ đi lấy ngay Tuy anh ta nói đi lấy ngay, nhưng giọng nói vẫn chậm gì, hành động cũng lững thững như con lười trong phim hoạt hình Zootopia khiến người ta sốt ruột. Người ta chẳng mất thời gian để biểu lộ cảm xúc, còn anh ta cứ phải mất vài giây. Trước kia tôn chu đâu có vậy, hay là hoàng qua mắc PTSD luôn rồi. Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý hay rối loạn stress sau chấn thương, Post Traumatic Stress Disorder PTSD, là một rối loạn tâm lý Tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Nhấp cửu la tò mò hỏi thêm mấy câu, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại bị thương như thế? Sau đó anh lái xe đi đâu? Tôn trù đáp, bị thương à? Anh ta chậm rãi giơ tay lên sờ lớp băng gạc trên chán động tác đó chậm tới mức nhiếp cửu la chỉ muốn thỏ tay sờ giúp anh ta cô không phải người nóng vội nhưng hành động của tôn chu thật sự quá chậm khiến người ta sốt ruột bị chó hoang cắn đó vừa cắn vừa cào tôi đến bệnh viện xử lý vết thương sau đó mệt quá ngủ quên trong xe nghe anh ta nói nhiếp cửu la không biết phải nói gì một câu của anh ta có thể khiến người ta mất hết mọi kiên nhẫn mà anh ta còn ngủ quên nữa đúng là kẻ to gan, xem ra anh ta đã quên mất chuyện mình bỏ khách hàng lại và suýt thì chết chết khách hàng rồi nhỉ. Cô kết thúc cuộc trò chuyện này, vậy anh mau liên lạc với gia đình rồi nghỉ ngơi cho khóe đi. Trở về phòng, nhiếp cửu la ngồi vào bàn tiếp tục suy nghĩ về thái độ của anh ta. Cô cảm thấy tôn chu hơi lạ nhưng cô không để bụng, dù sao hai bên chỉ là quan hệ thuê mướn tạm thời, anh ta về là tốt rồi. Còn như lúc đó anh ta đã gặp chuyện gì, sau khi về bị làm sao thì để người thân anh ta suy nghĩ. Mở điện thoại lên, một tin nhắn bí mật nhảy ra. Là bên kia gửi tới, chắc đã tra được thông tin của chủ nhân chiếc xe trắng. Nhưng nếu Tôn Chu bị chó hoang cắn, anh chàng kia cũng không còn nằm trong diện bị tình nghi nữa. Nhiếp Cửu La tiện tay mở tin nhắn. So gương mặt, quả nhiên là anh ta, họ tên Viêm Thác, người Tây An, sinh năm 1993 chưa lập gia đình, luôn tuân thủ pháp luật, chưa có bất kỳ tiền án nào. Anh ta có không ít tài sản trên danh nghĩa, bao gồm cả một cửa hàng ở khu phố Sầm uất. Nhấp Cửu La nghĩ bụng, nếu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thì anh ta giỏi đấy. Xem tiếp mới rõ, hóa ra người ta có ông bố tốt, bố Viêm Thác tên là Viêm Hoàn Sơn. Đầu những năm 90, ông ta từng mở mỏ than, từng làm chủ thầu, còn đầu tư cổ phiếu ngay lúc cổ phiếu mới lên sàn mua nhà khi giá phòng còn rẻ. Quả đúng là một người xuất sắc, chỉ trừ việc không thọ. Lúc qua đời, ông ta còn chưa tới 40. Mẹ viêm thắc tên Lâm Hỷ Nhu, vào mấy năm cuối thập niên 90, khi viêm Hoàn Sơn làm chủ thầu xây dựng, sau tai nạn bất ngờ do bị khối xi măng rơi trúng người, Lâm Hỷ Nhu thành người liệt, não cũng bị tổn thương nghiêm trọng, không còn hay biết gì nữa. Đến nay bà ấy vẫn nằm liệt giường. Xem tới đây, nhiếp cửu la hơi xúc động, tính ra viêm thác đã mồ côi mẹ khi còn nhỏ, chẳng mấy năm sau lại mất cả bố. Còn nhỏ tuổi đã phải quản lý số tài sản khiến người ta ghen tị, quả thật không biết anh ta làm thế nào mà sống được tới bây giờ. Thảo nào trông anh ta có vẻ ít cười, các cụ bảo rồi, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành cả tuổi thơ. Nhưng việc của người dưng cứ mặc nó đi. Nhấp cửu la tắt meo đi lại phát thảo thêm lần nữa. Lần này, chẳng rõ là do no bụng khiến đầu óc minh mẫn hay vì tìm được linh cảm từ bức ảnh mà quá trình khá là thuận lợi. Bức tranh dưới ngòi bút dần có được cảm giác cô muốn. Đang đắm chìm trong sức sáng tạo, bức tường kế sát bàn lại có tiếng huynh. Lần này có vẻ không phải người va vào tường, nhấp cửu la cảm thấy đây là tiếng động của vật nặng bị ném vào tường. Hơn nữa, cô còn nghe loáng thoáng tiếng thủy tinh vỡ. Dòng tay nghe, tay cô trượt xuống làm phần cổ đáng lẽ phải là một đường cong đẹp đẽ của ma nữ trở thành một đường xiên cứng cong. Chuyện gì vậy? Tôn Chu định đập nhà à? Ngồi nghĩ một hồi càng thấy không yên tâm, nhấp cửu la đứng dậy bước tới cửa. Có lẽ đã có linh cảm từ trước, càng đến gần cửa bước chân cô càng chậm hơn. Khi đã chạm tới tay nắm cửa cô lại rụt về, sau đó cô cẩn thận ghé mắt nhìn động tĩnh bên ngoài qua mắt mèo so với thị giác bình thường, mắt mèo phóng đại mọi thứ lên. Lúc này bên ngoài rất yên ắng, chỉ có mỗi ánh đèn sáng trưng. Nhất cửu la thở phào, đang định quay đi bỗng có người xuất hiện trong phạm vi mắt mèo. Đó là một người đàn ông chừng hai, ba mươi tuổi để tóc húi cua, vóc dáng không cao nhưng rất vạm vỡ. Trong tay sách một chiếc túi vải, có vẻ rất cảnh giác, vừa đi gã vừa nhìn xung quanh. Có đôi lúc, gã còn quay thẳng mặt về phía nhiếp cửu la. Không thể nào miêu tả rõ được gương mặt gã, xấu thôi chưa đủ, gã còn xấu theo kiểu không bình thường, kiểu xấu do khuyết tật vì mắc căn bệnh nào đấy bẩm sinh. Gã đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khói phạm vi mắt mèo. Nhịp đập của nhếp cửu la tăng dần theo thời gian, tên này đi từ bên trái qua mà bên trái chỉ có phòng cuối. Cửa phòng đối diện chưa từng mở, vậy nghĩa là gã đi ra từ phòng tôn chu nghĩ tới tiếng huỳnh và tiếng thủy tinh vỡ vừa rồi, cô cảm thấy gã không phải bạn của Tôn Chu. Đoán rằng gã đã đi xa, nhiếp cửu la cẩn thận mở cửa. Hành lang trống không, phòng bên cạnh có những tiếng tít tít báo hiệu cửa phòng chưa khóa kỹ. Nhấp cửu la bước tới, gõ cửa theo đúng phép lịch sự. Tôn Chu, tôi vào nhé. Không ai đáp lại. nhiếp cửu la mở cửa ra. Quả đúng như cô nghĩ, trong phòng khá bừa bộn, chiếc bàn trà ngổn ngang dưới chân tường, một đống vụn thủy tinh và một chiếc dép của khách sạn nằm trên mặt đất. Tôn Chu không có trong phòng, cả phòng ngủ, phòng tắm đều không có. Bỗng dưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh chiếc túi vải nặng nề mà gã đầu đinh kia sách trong tay. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 4. Không kịp trở về phòng, nhấp Cửu La bước qua đống đổ vỡ trong phòng, xông thẳng tới chiếc điện thoại bàn ngay trên đầu giường gọi cho người tiếp tân khách sạn đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã hỏi dồn dập có người đàn ông nào xách túi vải bạt đi ra không túi vải bạt rất lớn một người đàn ông tiếp tân ngơ ngác hả có không 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 thấy vậy có nghĩa là anh ta chưa xuống tới nơi nhếp cửu la yên tâm hơn chút nếu trông thấy phải ngăn anh ta lại ngay tôi không cần biết cô dùng biện pháp gì anh ta trộm đồ của tôi. Để tăng độ nghiêm trọng, cô bồi thêm câu, một, mấy chục vạn. Hiển nhiên người tiếp tân đã giật mình trước số tiền bị trộm ấy. Vâng, vâng, nhấp cửu la vừa định cúp điện thoại, chợt nghĩ tới một vấn đề, trừ cửa chính ra, khách sạn này còn lối ra nào nữa không? Có, còn ba cái cửa sau. Tâm trạng của nhấp cửu la lại tệ đi. Có tất cả bốn cửa ra vào, Xác suất tóm được gã đó chỉ có 25%. Gần 12 giờ đêm, phía cảnh sát mới cử hai người một già một trẻ tới. Thái độ của họ rất lịch sự, đầu tiên là xem phòng Tôn Chu, sau đó mới xem camera theo dõi. Phòng Tôn Chu bị đập phá đồ đạc, nhưng không có dấu hiệu cho thấy Tôn Chu bị thương. Camera của khách sạn đa số bày ở sảnh đón khách, trong thang máy và cửa thang máy. Thế nhưng chẳng có chiếc nào ghi lại hình ảnh của gã đầu đinh sách túi kia. Theo tình hình trước mắt, không có tình hình phạm tội, hành vi và hậu quả không gây nguy hại cho xã hội thì không thể lập án. Người cảnh sát già bảo nhấp cửu la viết đơn, cố gắng miêu tả rõ tình huống và phương thức liên lạc để sau này xử lý. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nhấp cửu la báo án, không có kinh nghiệm gì hết. Thấy mọi chuyện cứ kết thúc như vậy, cô hỏi, các chú không cần để pháp chứng tới lấy dấu vân tay hay chứng cứ gì ạ? Pháp chứng là nghề thu thập chứng cứ, được biết đến qua bộ phim bằng chứng thép của Hồng Kông. Người cảnh sát già bất đắc dĩ cười với cô, người trẻ hơn thì nhiệt tình giải thích, cô hay xem phim Hồng Kông đúng không? Bên mình không có pháp chứng, việc điều tra hiện trường phạm tội thuộc nhiệm vụ của bộ phận kỹ thuật hình sự. Nhếp cửu la đã hiểu sơ sơ, người ta thuộc bộ phận hình sự, phụ trách điều tra hiện trường phạm tội trong khi đó việc của tôn chu có thể coi là vụ án hay không còn chưa rõ lúc điền đơn anh cảnh sát kia lại giải thích suy đoán trước mắt cho cô hiện tại việc của tôn chu còn chưa được xem là mất tích ngộ nhỡ mai anh ta tự trở về thì sao đồ đạc bị đập phá không có nghĩa là bắt cóc như anh ta tự nguyện chui vào túi người kia chơi trò mất tích thì sao có quá nhiều khả năng có thể xảy ra Trước khi có tiến triển mới, họ cũng chỉ có thể lưu ý, ghi chép lại tình huống để sau này lấy ra điều tra. Nghe cảnh sát nói vậy, Nhấp Cửu La cũng hơi dao động. Trước đó cô từng đoán Tôn Chu bị phương cờ bạc đòi nợ. Có khi nào Tôn Chu nhờ bạn mình diễn một vở kịch để trốn nợ không? Mà kệ nó đi, dù sao những gì cần làm cô đã làm cả rồi. Điền đơn xong, người cảnh sát già nhìn lướt qua, cô làm điêu khác à? điều khác có thuộc về ngành mỹ thuật không? Xét rộng thì có, nhiếp cửu la gật đầu. Vậy cô biết vẽ tranh chứ? Đây là điều cơ bản nhỉ? Cô nói đã nhìn thấy mặt tên đó, vậy cô có thể vẽ sơ lại không? Yêu cầu này không tính là quá đáng, nhiếp cửu la mượn giấy từ phía tiếp tân, bắt đầu ký họa. Ngay khi sắp vẽ xong, cô bỗng nghe tiếng vali lăn trên đất. Muộn vậy rồi còn có người đến hả? nhức cửu la ngước mắt lên liếc qua phía cửa dù tay vẫn vẽ đều không ngờ lại là cái người tên viêm thác kia nhưng cũng không lạ lắm bởi huyện này không lớn khách có tiền từ nơi xa tới đa phần đều chọn khách sạn này nửa đêm việc hai người cảnh sát đứng canh cho một cô gái trẻ vẽ tranh trong sành khách sạn quả thực khiến người ta muốn phớt lờ cũng không được viêm thác liếc qua đó nhưng lại quay đi ngay như thể chẳng tò mò chút nào hết nhiếp cửu la nhanh chóng kết thúc bức chân dung, đưa cho người cảnh sát già. Cảnh sát già nhìn bức tranh cũng phải thốt lên, bức chân dung này được vẽ quá tỉ mỉ, quan trọng nhất là người trong tranh rất đặc biệt, tương đối dễ tìm được, vì lý do nghề nghiệp, ông sợ nhất những gương mặt đại chúng, đăng tranh truy nã lên mà như đá chìm đáy biển, quần chúng nhân dân có nhiệt tình cỡ nào cũng không thể tìm được. Ông mang bức tranh tới quầy tiếp tân để photo thêm một bản, dẫn tiếp tân hỏi phục vụ, đầu bếp, bảo vệ và các nhân viên trong khách sạn xem có ai có ấn tượng với gương mặt này không. Tiếp tân đang bận làm thủ tục thuê phòng cho viêm thác nhưng đâu dám làm lơ cảnh sát, vội vàng nhận lấy. Cũng giống như cảnh sát, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng là bức tranh vẽ quá xuất sắc, giỏi ghê, chưa tới 10 phút đã vẽ xong rồi. Cảnh sát cười, người ta là người trong nghề mà. Viêm thác nhìn vào bức tranh, đúng là vẽ rất tốt. Gương mặt sinh động, nét mặt rõ ràng, không còn gì để chê. Tuy đây là trách nhiệm của cảnh sát nhưng đêm hôm khuya khoát phải đi làm cũng rất vất vả. Nhếp cửu La tiễn hai người tới cửa khách sạn mới quay người đi về phòng. Còn cách mấy mét, cô đã trông thấy viêm thác đang đợi thang máy. Nhếp cửu La đi tới đợi cùng anh. Thang máy tới, nhếp cửu La nghiêm người theo phép lịch sự để người mang hành lý vào trước. Bước vào thang máy cô vừa giơ tay định bấm số tầng đã lại buông xuống anh chàng bên cạnh đã bấm trước rồi cũng ở tầng 4. nhấp cửu la đứng dịch sang bên nhằm duy trì khoảng cách xã giao với viêm thác sau đó nhìn chằm chằm thang máy chỉ đợi cửa mở là bước ngay ra ngoài cửa thang máy làm bằng thép phản chiếu bóng mờ của hai người có thể thấy được viêm thác không có hứng thú gì với người đi cùng mình cả chỉ chăm chăm nghĩ chuyện về phòng anh ta vào ruộng ngô ở thôn Hưng Bá Tử làm gì nhỉ? Trộm ngô à? Mà con vịt của anh ta đâu? Sao lại không mang lên? Để người ta lẻ loi một mình trong xe. Cơn buồn ngủ ập tới, nhấp cửu la cúi đầu che miệng ngáp. Đúng lúc này, viêm thác nhanh chóng quay sang nhìn cô. Thang máy lên tới tầng 4, nhấp cửu la bước ra ngoài trước. Sau đó đến lượt viêm thác, phòng của anh và nhấp cửu la nằm ở hai hướng nhưng anh không vội về phòng anh đứng ở cửa thang máy dõi theo nhếp cửu la mãi cho tới khi nhìn rõ phòng cô là căn phòng thứ hai từ dưới lên ở bên trái sau khi về phòng nhếp cửu la rửa mặt rồi lên giường nhưng cô không vội tắt đèn đi ngủ mà mang túi đồ lên giường rút bút và một tờ giấy nhỏ dài ra trầm ngâm một thoáng cô bắt đầu viết cô viết ba vấn đề một ban ngày tôn chu bị cho cắn buổi tối bị người nhét vào túi sách đi đã báo cảnh sát 2. Thôn Hưng Bá Tử có người phụ nữ nghi là mất tích. 3. Gặp được một người tên Viêm Thác hai lần, trên ghế lái phụ của anh ta có con vịt bông. Dưới cùng là ngày tháng, viết xong, cô gấp tờ giấy lại thành một ngôi sao, híp mắt ném nó vào chiếc vali gần đó. Cô viết những thứ này không phải để phân tích, cô có thói quen viết lại những chuyện xảy ra trong ngày, chuyện hay ho hoặc chuyện có ấn tượng sâu sắc rồi gấp thành sao người ta gấp sao may mắn là để cầu nguyện còn cô coi nó như nhật ký. Mỗi ngày một ngôi sao, viết vài câu là hết cả ngày. Một năm 365 ngôi sao, dễ kiên trì hơn viết nhật ký. Ở nhà cô đã tích được hai chiếc hộp lớn rồi, bao tháng ngày đằng đẵng cũng chỉ tích được hai hộp lớn thôi. Năm tháng quả là vừa nặng cũng thật mỏng manh. Lúc buồn tẻ, cô sẽ mở hộp nhặt bừa một ngôi sao mở ra quá khứ của hôm đó, thử tạm biệt ngày xưa có đôi khi những chuyện trên giấy cô còn có ấn tượng, nhưng nhiều hơn cả là cô chẳng còn nhớ tí nào. Tới Thiểm Nam 7 ngày, trong vali đã có 7 ngôi sao. Nhấp cửu la tắt đèn, mệt mỏi thiêu thiêu ngủ. Khi mở mắt ra, cô có cảm tưởng mình đã ngủ được rất lâu, nhưng trong phòng vẫn tối đen như mực. Lấy điện thoại ra xem mới biết cô mới ngủ được 2 giờ. Nằm một lúc nghe được tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Ngày có hào quang đêm mưa rầm người xưa giỏi ghê mưa thật này dù sao cũng không ngủ tiếp được nhấp cửu la đứng dậy mở tấm rèm cửa sổ đối mặt với giường ra rồi lại nằm xuống đây là thói quen của cô khi mất ngủ cô thích xem cửa sổ đêm trong phòng cô tối om bên ngoài cũng sẽ có ánh sáng mờ mờ người ở trong bóng tối nhìn ra mảng sáng bên ngoài sẽ có một cảm giác an toàn lạ thường tự như đang nấp trong một cái hang an toàn nhòm ra thế giới bên ngoài vậy rất nhiều linh cảm trong cô xuất hiện vào lúc rình rập này. Trời đã mưa được một lúc, trên cửa sổ đầy những hạt mưa và vết mưa chằng chịt. Nước mưa phản chiếu những ánh đèn trên biển hiệu từ khắp nơi xa gần tựa như giấc mộng treo trên cửa, rực rỡ mà lại chán ngán. Cô lại nghĩ tới tác phẩm gần nhất của mình. Ma nữ. Ma nữ, hẳn là hành động trong bóng tối, đêm đen, mi mắt và động tác đều phải yêu gì. Ăn đầu người thì quá hình tượng và máu me trên văn học có cái gọi là hàm ý không cần đề chữ vẫn rõ nét phong lưu, điều khác cũng phải lấy điều đơn giản tả ý cảnh như vậy. Đang nghĩ ngợi, dưới thành cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng đen. nhiếp cửu la không để bụng, xem cửa sổ đêm nhiều luôn gặp phải tình trạng này, có lúc là chim, có lúc là mèo hoang, còn có lần siêu tầm dân ca ở Thảo Nguyên. Buổi tối ngủ trên đồng cỏ cô thấy một con sóc ma mơ ta run rẩy bám vào cửa sổ. Nhưng lát sau, cô đã không thể làm lơ cái bóng đó được nữa, bóng đèn đang bỏ lên trên, không phải mèo cũng chẳng phải chim thứ vừa lấp ló ngoài cửa sổ là đầu người, ngay bên dưới là bả vai và cánh tay. Đó là người, nhấp cửu la nằm im, tim đập thình thịch, đây là tầng 4 đấy. Chẳng cần biết người này định trộm cắp hay giết người, việc leo cửa sổ vào đây cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa, cô có thể thấy được trên người anh ta không buộc dây, tay cũng không đeo dụng cụ leo trèo vậy làm sao kẻ đó leo lên đây được? Chẳng lẽ khách sạn này có nhân vật tầm cỡ nào khiến người ta tốn công tốn sức thuê chuyên gia tới trộm tài liệu mật? Lát sau, đầu nhếp cửu la bỗng lạnh buốt. Bóng đen đó dừng lại ở bên cửa sổ phòng cô. Hơn nửa người treo ở đó như một thứ có hình thù quái lạ. Có tiếng lạch cạch, hiển nhiên kẻ đó đang cố gắng mở cửa sổ. Nửa đêm có người ngoài cửa sổ tuy đáng sợ nhưng chỉ cần kẻ đó không nhằm vào mình thì cũng chẳng sao nhưng nếu mục đích là mình thì lại khác. Huống chi cửa sổ của khách sạn còn là loại cửa sổ khóa dễ cậy nhất. Kẻ này nhắm vào cô à? Dạo này cô có gây thù với ai? Có kẻ thù truyền kiếp hay có báu vật gì à? Không có, chẳng có gì cả. Bảy ngày trước cô mới tới đây, trước đó phải hơn chục năm cô chưa tới thiểm nam. Có một thoáng, nhấp cửu la định bật đèn nhưng lại nghĩ bật đèn quá dễ rút dây động rừng thấy ánh đèn kề ngoài cửa sẽ chạy ngay vậy cô sẽ khó có thể làm rõ dụng ý và lai lịch của người này được phải để người này vào phòng vào phòng mới dễ làm nhấp cửu la nín thở nương theo bóng tối trong phòng cố gắng di chuyển nhẹ nhàng về phía tủ đầu giường tìm thứ gì đó phòng thân chẳng mấy chốc đầu ngón tay cô đã lần được một cây bút trì rồi tiếp đó là đồ gọt bút trì Cô lặng lẽ rụt tay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đen bên ngoài cửa sổ. Đồng thời cô cũng giấu tay trong chăn, cầm đầu bút chì vào đồ gọt, từ từ xoay tròn. Động tác gọt bút chỉ cô đã làm không biết bao nhiêu lần nên dù không nhìn thấy cô cũng cảm nhận được sơ sơ những vòng gỗ mỏng bị nạo ra từng tầng một, rơi xuống đất và độ sắc của ngòi bút. Cửa sổ mở ra, tiếng mưa rõ ràng hẳn, hơi lạnh nhanh chóng ùa vào căn phòng ấm áp mà ngột ngạt. Sợ ánh mắt làm kẻ đó cảnh giác nhấp cửu la nhằm hờ mắt lại tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh đến mức lưng ướt mồ hôi cô cảm thấy người này nhắm vào cô đúng vậy dù đã nhắm mắt cô vẫn cảm nhận được độ sáng tối trước mặt người này đã đứng trước giường và nhìn cô không phải vì tiền kẻ này không có hứng thú với tiền bạc vậy thì là cái gì cướp xác bà, đúng là nhan sắc của cô từng khiến mấy đám con trai cùng cấp hai trèo tường bám cửa sổ nhưng những bức tường ấy có cao cũng không đến 2 mét. Trên cổ có cảm giác thô ráp, đó là bàn tay với những khớp xương cứng của đàn ông dơ lên, nắm lấy cổ cô. Một linh cảm không lành nảy ra trong đầu nhấp cửu la khiến cô hiểu ngay tức khắc. Gã muốn giết cô, nhấp cửu la tức lắm, người tuân thủ pháp luật như cô đắc tội ai mà vừa vào đã giết. Nếu tới trộm tiền, cô chỉ cần hô hoán mọi người là được nếu tới cướp sắc, cô chọc cho mấy lỗ thủng cũng xong. Nhưng nếu muốn giết cô, ngay lúc bàn tay ấy sắp sửa bóp chặt lại, cô mở bừng mắt, dùng hết sức mình đâm mạnh cây bút chì đã gọt nhọn vào mắt trái gã. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.